Xin chào quý khách hàng, em là Kim Bèo đến từ Vietjet Auto. Hôm nay em xin được giới thiệu tới quý khách hàng chiếc Land Cruiser Prado được sản xuất năm 2015. Form xe này là form 2016 rồi các bác nhé. Vâng. Và cùng em khám phá chiếc xe này. Đây. Chống đèn. Đèn này là đèn bi xenon này. Pha halogen. Dưới đèn gầm. Mặt ga lăng rất chất lượng luôn. Trông rất ngầu. Toyota. Đây. Bộ mâm này 18 inch này. Mâm đa chấu. Rất đẹp. Đó. Gương có chỉnh điện tích hợp xi nhan. Tích hợp đèn xi nhan luôn. Kệ để chân cao ráo hầm hố. Xe vòng. Đèn sau rồi. Đèn sau rồi các bạn. Một bô và có lốp dự phòng ngay đây này. Xe mới về luôn đấy. Land Cruiser TXL các nhé. Trông rộng rãi không ạ? Đây, hàng ghế phụ này. Hàng ghế phụ. Đây là khoang đựng. Cứu hộ. Đấy. 7 chỗ ngồi. Chỗ để đồ ở đây các bác nhé. Đây. Các bác có thể để đồ cứu hộ ở đây. Đồ nào cũng được. Tiếp theo ở phía bên trong xe. Bên trong xe rất to luôn. Vô lăng có tích hợp nút chỉnh trung tâm màn hình chính. Đấy. Màn hình giải trí cảm ứng đấy. 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 Bạn có cảm ứng nhé. Điều hòa 3 vùng độc lập. Tiếp theo là chỉnh cầu này. Đấy, tay nắm. Đây là số tự động. Đấy. Có dàn loa. Bộ loa này là loa thường các bác nhé. Đó. Mà đặc biệt ở đây có hộp đựng đồ này. Sắt cắm này, ấm sạc USB này, một đầu tẩu này. Đấy. Đấy. Ngăn lạnh luôn, một hộp ngăn lạnh để đựng như tủ lạnh. Đấy, em cầm vào đây này, mới để một lúc rồi mà nó đã rất lạnh rồi nhé. Các em phải tắt ở đây. Bật tắt ở đấy.
Khoang sau rất là rộng rãi, các bác có thể nhìn rất là rộng rãi luôn. Đấy. Đấy, tiến gần vào. Điều hòa, đây là điều hòa 3 vùng độc lập nhé. Đấy. Lên kính auto này, lên xuống kính auto. Ngồi rất rộng rãi thoải mái. Đây, bàn tay em chưa tới luôn. Điều hòa 3 vùng độc lập. Có cả cửa gió. Cửa gió ở đây này. Cửa gió ở đây. Và đằng sau này nữa. Có cả 3 hàng ghế. Land Cruiser Prado TXL sản xuất 2015. Vâng, em xin được tóm tắt lại chiếc xe này nhé. Chiếc này là Toyota Land Cruiser Prado TXL, được sản xuất năm 2015, form là 2016. Chiếc này tên tư nhân, biển Hà Nội. Đang bán, chào bán ở cửa hàng em là 1 tỷ 660 triệu. Đang chào bán ở cửa hàng em là 1 tỷ 660 triệu. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ em nhé, Kim Béo ở Việt Nhật Auto. Xe bên em bán ra là cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp, không vướng giấy tờ pháp lý, động cơ nguyên bản. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ em nhé. Số điện thoại em sẽ để ở dưới màn hình. Cảm ơn các bác. Em xin kết thúc video tại đây.